Hùng. Hùng vừa hiền, vừa nghèo, vừa khờ. Vườn nhà Hùng trông toàn là cà và mì. Hùng buồn vì nhà mình nghèo. Hùng bèn làm nghề trồng hành và ngò. Hùng trồng hoài mà nghèo hoài. Rồi Hùng làm nghề cầm đồ. Hùng cầm đồ gì mà cầm nhầm toàn là đồ tàu. Buồn. Thùy. Thùy là bồ Hùng. Thùy là người hiền lành đàng hoàng. Nhà Thùy thì giàu, mà giàu tầm tầm nhà Hùng. Thùy hô Hùng rằng Thùy cần nhiều tiền, cần vàng, cần dâu. Hùng mà nghèo hoài là Thùy xù Hùng. Hùng càng buồn rầu vì mình là thằng nhà nghèo. Và rồi Hùng làm nghề treo tường vào nhà người. Chiều, Hùng treo tường vào vườn nhà thầy Thành. Nhà thầy Thành là nhà lầu 10 tầng. Nhà thầy Thành giàu, vườn nhà thầy Thành trồng toàn là xoài và hồng. Hùng nhìn mà lòng thèm thuồng. Đen nhà thầy Thành còn, Hùng nằm ngoài vườn chờ mà lòng bồn chồn. Thầy Thành ngồi bàn trà, cùng ba nhà, thầy thì thầm và dòm truyền hình màu. Đài truyền hình về người đàn bà lùng cùng vườn đùi cày ngoài đồng. Thầy tò mò nhìn hoài, rồi thầy cười. 10 giờ, đèn ngà thầy Thành mờ dần, mờ dần, mờ dần. Thầy Thành cùng ba nhà vào phòng, khò khò khò. Hùng nằm ngoài vườn, lòng mừng thầm. Và rồi Hùng từ từ treo tường vào nhà thầy Thành. Hùng lần dò tìm tòi. Ô, đồng hồ vàng. Ô, truyền hình màu. Và này là tiền vàng đầy thùng. Hùng mừng vì mình gần giàu và ngồi cười. Thầy Thành nằm kho kho mà lòng bàng hoàng. Ô, giờ này mà nhà mình ồn ào vậy à. Thầy thì thầm khêu khêu ba nhà. Ba, ba à ba. Ba nhà thầy Thành. Thầy Thành càng bồn chồn, còn Hùng thì bần thần. Và rồi Hùng nhoai người treo tường chuông tại nhà. Thầy Thành hoang hồn và thầy lầm bầm. À, thằng Hùng, lần này mày vào tù. Hùng vào tù rồi thì Thùy càng buồn. Thùy buồn vì mình mà Hùng vào tù. Thùy thề rằng ngày Hùng rời tù về nhà là ngày Hùng và Thùy nằm cùng giường hoài hoài. Nằm cùng giường rồi thì Hùng làm gì thì làm. Thùy thầm thì cùng mình và cười.